Đây sẽ đi mai đi mai bạn ơi, đi mai đi mai đi đào và sắc đồ. Nhà mình đang khá là thiếu nên mình phải đào thôi bạn ơi. Đây mình sẽ làm gì mình cũng phải trang trí đó bạn. Đấy, trang trí cho nó được được lên một chút xíu để cho nó có hứng. Ok. Rồi, wow, làm thêm một cái cúp nữa là ngon. Cái cúp. Ok, vậy là mình sẽ đào thẳng xuống luôn bạn. Trước tiên là mình sẽ cầu cho kiếm được gì đó bạn. Thôi chắc đi xuống luôn quá, hơi cái này nó kiểu như nó hơi lâu các bạn ơi. Đây. Đây tới đây khá là không biết sâu chưa, nhưng mà mình đào qua đào lại không chả thấy gì hết. Mình sẽ đào thẳng luôn bạn, đào thẳng rồi. Nay tập này mình sẽ quyết định mình tìm kim cương các bạn. Sắt hay kim cương cũng được, nhưng mà mình thích chơi kim cương hơn nhiều. Đào qua xuyên đêm luôn nha các bạn. Tập này chỉ có là mai thôi. Đó, duy nhất là mai thôi các bạn. Không có gì hết. Không biết đào chừng nào mới xong đây ta. Nó gọi là vô lý phải cứ. Nhờ má, có gì đây? À, cái này là đất hay vãi vậy? Mình sẽ đào hàng thật là dài 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 xuống dưới đó luôn các bạn. Lâu thế nha. Đào mãi mà vẫn không có gì, toàn đá không thôi bạn ơi. Sao nghe mình cứ nghe cái tiếng gì á, hình như đâu á, chả hiểu luôn. Sao lại cát nha. Khoan, mày chế tạo đây thôi coi bạn. Mình cần cái này, chúng mình sẽ có cái gì các bạn. Nó lại một lớp đó nha. Chơi ông bạn chơi điếm đào sâu xuống luôn nha các bạn. Được vãi cứt. Được vãi. Ok. Các bạn đào sâu xuống xíu coi ra sao nha. Không đào không biết được nữa rồi. Như hình như dưới đây có hang bạn ơi, mấy con nó hú quá bạn. Yes, sắc. Hình như mình phải sâu xuống thêm xíu nữa bạn ơi, phải thâu sâu xuống xem xíu nữa là ngon nè. Sâu xuống xem xíu nữa là đào ngang qua, hoặc là khúc này đào ngang qua cũng được cho nó ít dữ ha. Qua đây sắc. Ngon. Nhảy rồi, họ đào sâu xuống tiếp bạn ơi, xíu nữa đào tiếp, xíu nữa đào khúc đó tiếp. Ok. Ôi ngon, nó gọi là sắc vậy, nó sắc rồi bạn. Hai cục thế nên đào ngang qua không nhỉ? Bạn cứ đào ngang qua coi nó sao chứ, cái đó mình mới tính được chứ. Mình sẽ làm một cái bàn chế tạo cái đó. Ok. Bàn chế tạo. Đặt bịch xuống cái rồi mình sẽ làm cái này. Đặt bịch qua đây cái rồi mình sẽ. Ok. Xuống còn ăn được. Ok, 95 cũng được. Đấy, trời. Oh shit. Quả là không sai các bạn ơi. Này cắm phải nhiều lên cho biết là mình tới đây rồi các bạn ơi. Những cái hang của mình. Mà mấy con đó mình kê được các bạn ơi. Những cái hang của mình đi rồi. Đúng không? Chắc là vậy. Cái này trước các bạn ơi.
ít than. Nó làm một vài thứ trước khi lên mạng chơi đúng không? Ok. Ok luôn. Hai cái cuốc sắt. Ngon ngon ngon. Collect diamond ore nè các bạn. Mong là tìm được siêu phẩm kim cương. Ê, ê, cái gì? Cái gì kìa? Cái gì á? Phải không? Phải không? Phải không các bạn? Chơi chơi chơi. Yes, không. À, tại mình không chơi game này mình không biết. Rồi. Xuống xuống. Trời, cái đó là gì? Đừng nói kim cương nha. Mà kim cương mà chất đóng luôn vậy trời. Khoan, để bệnh cái này là cái đó. Phải không? Phải không các bạn? Phải không? À, cái này là electric dock là kiểu như đá đỏ thôi bạn. À, Nimimo. Kiểu này nó mai dầu dữ vậy. Kệ lấy về các bạn, để mình còn chế tạo mấy cái máy khoan cho lẹ nữa nha các bạn. Sắc sắc sắc. Sắc sắc. Sắc bạn ơi, cứ tưởng là kim cương. Mà thật sự không phải. Ui. Không chừng ngu má xem chết xem chết. Xem luôn là mất hết đồ. Trời ơi. Đi lọt vô đây chỉ có chết thôi nha các bạn. Không biết dưới đó có gì. Kim cương thì sao nha. Đây vàng đúng rồi. Gold ore nè. Vàng đây nè các bạn. Dầu à, dầu à. Đây lên đây coi. Cắm cây đuốc cho nó biết đường các bạn. Ok. 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 Chỗ này để mình đi rồi nè. Ôi, khoan. Chết bà. Hết đuốc rồi, hết đuốc rồi. Hơi. Vàng vàng với sắt, vàng với sắt. Vàng sắt, vàng sắt, lấy lấy. Lấy 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 lấy. Đừng đào xuống nó không ngu đâu. Vàng sắt, vàng sắt, vàng sắt, vàng sắt, vàng sắt. Vàng sắt, vàng sắt. Như dầu rồi, dầu rồi. Kim cương khá khó tìm luôn á. Không biết các bạn nào được tìm được chưa ta? Chắc rồi. Ok. Ok ok ok. Chỗ mình là chỗ trên đây mà đúng không? Quên rồi các bạn. Lo đào quá quên rồi. Cái cục gì trên kia? Cục gì trên đây? Than các bạn ơi. Cái sắt nè. Đi cứ nhìn thấy đường rồi chơi thôi các bạn ơi. Hay là đá đỏ mà. Mấy khu vực đá đỏ này thường thường có gì lắm nha các bạn. Cương. Mà sợ về không được. Mình sợ mình dẻo được các bạn. Ôi con nổ kìa. Cái gì màu gì nha. Hình như lục bảo bạn ơi. Lục bảo lục bảo. Cầu cho nhớ đường về cái. Nổ. 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 Gì đây? Lục bảo chắc luôn. Maliti. Maliti. Hai cái lục bảo rồi bạn. Đấy. Đúng rồi lục bảo. Maliti special gì đó. Đi tiếp. Đi luôn. Đã đi rồi. Đi tới chết. Đó tiếp. Mà không thấy kim cương. Xương Hannibal Boy. Hai viên luôn các bạn. Khúc này là sâu rồi nè. Nó thật sâu á. Oh shit. Chết một con. Cứ thấy kim cương là quốc thôi bạn. Ok.
ước mơ tìm kim cương trong mini world. Ê, chỗ khác nữa bạn ơi, chơi con này trước, chơi con này trước, đẩy con này vô lava, đẩy con này vô lava, 12 ba con luôn, không chơi, láo láo láo, máu được không đây? Sắp, mình nghĩ sắp chết đói rồi bạn. Hết đường rồi, chỗ này hết đường rồi. Nên phải mình đường mình đi. Thấy không? Đi rồi chơi tới luôn. Đừng để chết rồi được rồi bạn. Thôi còn nào? Thôi, cái này là hệ thống hang động chằng chịt luôn á. Như cái mơ cung vậy trời. À, chỗ nãy nè bạn. Đi một vòng nữa. Nó lại vàng nữa bạn ơi. Mẹ. Sẽ có 19 lỗi vàng các bạn. Có 12 lỗi sắc à. Chết bà rồi. Ôi ơi. Kim cương. Không giờ đi vèo luôn các bạn. Chết bà rồi. Chả biết đường nào luôn á. Ở đây. Đường về nhà nè. Thấy không? Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Ấy. Chỗ này quen ta. Chỗ này quen mọi người. Ở đây về rồi, về rồi, về rồi. Về rồi bạn. Về rồi, về rồi. Trời con kia nó đi vô luôn rồi. Né. Ui, nó phi trúng luôn. Nó chả có rách khô gì hết bạn. Limium o. Cái gì đây? Đất tối quá chả thấy gì hết. Về chế tạo thử bạn. Đi. Đường qua, đường về nhà đâu nha. Ê, kim cương. Trời trời trời. No, đúng là những nơi nguy hiểm có kim cương bạn ơi. Xanh á, giờ sao đây, giờ sao đây. Giờ dập tắt cái này, dập tắt cái này, dập tắt. Hợp lý, hợp lý không, hợp lý không. Chỗ này đỡ đi các bạn. Không để mất viên kim cương này được. Ok, ok. Đừng nha, nhảy xuống phát là tiêu luôn á. Ăn cứt ăn gì luôn á. Em vé đùa đâu. Phải không? Yes. Come on baby. Một viên, một viên, một viên. Còn nhiều không? Đấy không phải là kim cương. Không phải là kim cương bạn. Mà trên đầu nó là sắt. Ngon. Ngon 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 ngon. Về là được, về là được. Một viên thôi bạn, một viên thôi bạn. Đi bè. Mẹ đi mai thành công quá, đi mai thành công quá. Ê, ủa gì đây? Cái mới nữa bạn ơi. Cái mới, cái mới. Nhiều nha, nhiều nha. Ok. Một one diamond các bạn. Để con coi, dục cái này đi trời. Dục cái này đi. Chưa mà. Mình chưa đủ kim cương các bạn ơi. Mà tìm được một viên là cũng khá là ngon rồi. Đây, rồi, về rồi, về rồi, về rồi. Về, về, về. Về mấy baby, về mấy baby của anh. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Thôi rồi, để mình kiếm cái gì ăn mới được. Hoặc là nướng mấy cái liền này cái đó. Đây, đây, đây. Ok chưa, ok chưa. Nhất là cái này. Ok. Ok. Rồi. Mình sẽ đập mấy cái này. Đây. Rồi.
mình sẽ cất một vài thứ, nhất là cái viên kim cương quý báu của mình bạn ơi, một viên duy nhất. Và này, trời ơi, cái này là cái gì cô bỏ vô các bạn, đá hả? Rồi mình sẽ coi mình chế tạo được cái gì nha các bạn, cái gì quý báu không? Kiếm, cái này diamond đủ khá là ngầu, mà mình phải cần hai, để có một cái là luôn nha các bạn. Liam này có luôn nha, hot liam làm cái gì ta, vụn vàng được một ô này luôn. Ê, làm đi, mình giàu mà các bạn, mình giàu, mình làm block vàng đây, đặt lên đây, đặt lên đây chứ. Ok nó giàu chưa. Rồi mình sẽ qua thu hoạch cho mấy con gà ăn cái đó bạn. Đây, mình cho mấy con gà ăn trước cái đó. Chết đói quá, chết bà. Chết đói. Mình cao thượng nó mày, mình sẽ cho động vật ăn trước. Mình không ăn mà cho động vật ăn trước. Đĩ này nhá. Đĩ này cứ gọi tao sẽ. Ừ. Đừng có cố chạy ra nha. Mấy này hay chạy ra nha. Rồi hết thức ăn rồi, nó hết. Mấy này hết thức ăn rồi, thấy chưa, đẻ trứng tùm lum hết bạn. Ok, vô ăn đi. Ok, nếu bạn thấy video này hãy để lại một like, một subscribe nhé. Và mình đã kiếm được kim cương rồi.